Rồi, anh Tim xin chào quý khán giả. Là nói đầu tiên cho Tim chúc mọi người một buổi chiều thật là vui vẻ bên gia đình mọi người thân. Thì bữa nay cũng là ngày 17 tháng 11 năm 2023, thì anh Tim và anh Thành có nhận được một ca đi từ bệnh viện Chợ Rẫy về An Giang. Thì bệnh tình như thế nào và gia cảnh ra sao, thì anh Tim xin mời quý khán giả cùng đồng hành với anh Tim và anh Thành đến với gia đình và tìm hiểu. Nghe nha, thì giờ anh Tim và anh Thành sẽ xuất phát lên đường tới bệnh viện Chợ Rẫy để rước bệnh và coi bệnh tình của bệnh nhân ra sao, rồi di chuyển tiếp tục nha cả nhà, cùng đồng hành với anh Tim nha. Rồi, kính thưa cả nhà, thì sau một khoảng thời gian di chuyển thì hai anh em con cũng đã tới được bệnh viện Chợ Rẫy nha cả nhà. Thì giờ anh Tim sẽ điện cho người nhà của bệnh nhân ra đón xe để đưa giấy ra vô cổng, để vô cổng nha mọi người. Thì bên bệnh viện là ở bên tay phải của quý vị giả. Alo anh ơi, em đang ở cổng số 3 của bệnh viện Chợ Rẫy nè anh. Rồi anh ra ngoài cổng trước giùm em đón xe. Rồi thì anh Tim cũng đã liên hệ được cái người nhà rồi mọi người. Thì sẽ chờ người nhà xuống để đưa giấy ra vô cổng. Rồi sẽ đi vô rước bệnh nha mọi người. Rồi mọi người chờ công trong giây lát nha. Rồi thì sau một hồi chờ đợi ở ngoài cổng thì giờ mấy anh em con cũng đã được vô tới bệnh viện Chợ Rẫy để rước bệnh nha anh em mọi người. Thì có một cái người anh không biết là quan hệ như thế nào với người bệnh, thì chút xíu nữa mình sẽ tìm hiểu sau nghe cái nha. Thì giờ sẽ vô trong khoa để rước bệnh. Thì không biết là cô xuất viện hay là tình hình sức khỏe cô ra sao, hay là chú gì đó, thì hiện tại hai anh em con cũng chưa có biết. Nên mời cả nhà mình cùng đồng hành với anh em tụi con nha. Xong rồi, bây giờ mời cả nhà đồng hành cùng hai anh em con từ bệnh viện Chợ Rẫy về An Giang Chi Tôn nha cả nhà. Rồi, thì giờ anh Tim và anh Thành cũng đã rước được bệnh lên tới xe nha cả nhà. Thì anh Tim sẽ mời quý vị cùng đồng hành với anh Tim và anh Thành đi về tới Chi Tôn An Giang. Thì bệnh tình của bà thì thấy tạm thời là ổn nha cả nhà, được xuất viện về điều trị ở trên này không biết bao nhiêu thời gian rồi, nhưng mà bà giờ đã khỏe rồi, thì giờ xuất viện cho về. Thì hoàn cảnh ra sao mà bệnh tình của bà như thế nào thì anh Tim xin mời cả nhà mình cùng theo dõi trên video với anh Tim nghe cả nhà, để khi mà về đưa bà với anh về tới nhà rồi tâm sự sao, rồi cùng lên đường với anh Tim nha.
chào cả nhà. Thì sau khoảng thời gian khoảng hơn 4 tiếng đồng hồ di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh thì hai anh em con cũng đã về tới gần tới Chi Tôn rồi cả nhà. Còn khoảng hơn 5 cây số nữa là anh em con đã về tới Chi Tôn và cũng gần về tới nhà của cô rồi. Thì phía trước cả nhà đây cũng là đường vô Chi Tôn, cũng là bên đây là cũng là ranh giới như là cam không anh? Cam chè, bên đây là bên phải là núi, bảy núi. Dạ. Đó thì cũng sát bên biên giới luôn rồi cả nhà. Đó. Thì mời quý khán giả cùng đồng hành với ban team khi về tới nhà cô để thăm hỏi sức khỏe của cô và hoàn cảnh gia đình của cô như thế nào nha mọi người. Đó, cũng gần về tới rồi. Rồi bây giờ anh em con cũng đã tới nhà của cô anh em mọi người. Bây giờ xuống thôi nha mọi người. Cùng với anh Tim xuống. Team là tài xế của Hoàng Thiện Nguyễn BDS. Thì hôm nay thì bên họ cũng có hữu duyên đưa cho cô về thì tới nhà ở Chi Tôn. Thì anh có thể giới thiệu tên và nguyên nhân tại sao mà cô bị té và bệnh tình của cô như thế nào hả? Tôi tên Trang Sibon, ở Bình Thành. Bà té thì em đi làm công ty, đâu biết đâu, bà ở nhà của mình. Té thì té là bệnh à, rồi người ta báo là bà té rồi vô rồi không có tiếp. Té không biết thì vô bệnh viện khám rồi tao mới chụp X quang mới biết gãy xương đùi. Gãy xương đùi. Rồi ngoài cái gãy xương đùi đó là cô còn bị bệnh gì thế nào? Cứ như là bị điện thoại, bị bệnh nền, bị bóng bệnh viện, bệnh uống thuốc tim gan rồi đó. À, và tim gan phổi. Rồi tới sau này là bị gãy xương đùi. Gãy đùi nhưng mà như bảo phát gan thì bà lên tới Long Xuyên người ta cho uống Panadol nhưng mà mình thấy nó không đủ. Già cũng mang đâu cũng đâu giảm đau được, nhưng mà mình chuyển lên chợ lại. Rồi mình đi chuyển lên chợ Rẫy là bao lâu rồi? Tháng. Tháng. Và bên chợ Rẫy là điều trị cho cô. Bên chợ Rẫy nhập vô chợ Rẫy người ta chỉ chỉnh qua phổi, người ta khám qua phổi bị cái vấn đề ho hấp yếu quá rồi ta mới nhập lên phổi nằm ở đó khoảng tháng trời. Rồi vấn đề phổi là ổn chưa? Ổn rồi. Được bao nhiêu phần trăm này? 80% đến 90%. Rồi nói chung là phổi đã ổn định hết rồi. Thì giờ tại sao mà cô quay về mà cái khả năng của cô mổ mà có chứ? Người ta không cho nằm nữa. Bây giờ anh ta cho bác sĩ cho về là tĩnh dưỡng một tuần lễ. Dạ. Rồi mới lên tái khám lại. Là chỉ lên tái khám thôi chứ chưa biết là được mổ hay không hay gì? À, lên tái khám thì vô chuyển qua vô tái khám xong rồi chuyển qua chỉnh hình luôn. À. Rồi cái giò của cô hiện tại là được băng bó hay là như thế nào chứ? Chưa băng bó hay chưa? Giữ cái nẹp chưa? Chưa đâu, còn khúc nữa. Đau không? Cô đau không? Quay đau, lỡ nay mua khóc không đau. Học ở lại thằng này ấy rồi. Gì đó hả? Ờ, học gì đó. Đau tới khóc luôn hả? Ừ. Rồi tại sao mà cô đi ra ngoài mà té lên nổi như thế? Không biết. Không biết luôn? Không biết luôn. Rồi đi từ nhà ra hay như thế nào? Ừ, tới đây tới luôn. Rồi tới trước cửa đi ra, từ nhà ra tới trước cửa là té luôn. Ừ. Rồi không, lúc đó là có anh cô ở nhà hay sao? Không có ai ở nhà hết. Cô mình ở nhà, tại vì em đi làm công ty cũng hoàng mà. Vậy đó, à, từ nhà mình đi ra chỗ công ty là sao không ạ? Sáu cục cây, sáu cục cây, đến bộ trong vùng Thái Sơn á. Trời ơi, đi gì làm sai chứ vậy?
giờ bả chị ra đâu dám đi đâu xa đâu, làm rất là gần đó, chứ bả ai có tiện kèm về kịp xe buýt về được. Và cái phương tiện mình đi làm là cái gì? Đi xe buýt đâu, đi xe buýt đâu biết chạy xe đâu, không biết chạy sông ta luôn, chỉ là đi xe buýt. Xe buýt thôi. Mấy giờ tăng ca? Mấy giờ anh tăng ca? Làm này từng đêm từng ngày. Từng đêm từng ngày. Một từng ngày thứ hai thì làm từng đêm, mà thứ hai làm từng ngày. Rồi ai ở nhà chăm sóc cơ bà? Bà sống mình. Trời ơi. Bà bao nhiêu tuổi rồi? 80. Cô hồ 80 tuổi. Bà ở nhà chỉ nhá. Rồi anh còn anh chị em đó, như thế nào không? Bà bằng tên đó, bà nhà hết á. Anh tiền nhà hết á. À, không còn ai ở nhà, chỉ có anh với cô bà mẹ bà ở nhà. Bà ở nhà làm gì? Bà ở nhà làm gì? Đi chơi. Ở nhà đi chơi hả? Tôi làm gì lâu lâu á. Hồi nãy con nghe chưa, con về đây mọi người, con nói mọi người đưa giám đốc về. Ở nhà làm giám đốc hả? Chứ gì nữa, hồi nãy con đưa vô rồi mọi người lại đây thăm nó là đưa giám đốc về tới nhà rồi. Tao nói gì? Tao nói vậy hả? Dạ. Rồi công việc của anh là như thế nào? Làm đông lạnh. Đông lạnh. Thu nhập mình có ổn định hay như thế nào? Tháng 5-6 triệu. Tháng 5-6 triệu. Rồi mình có đó là trừ hết chi phí ra luôn hay dư 5-6 triệu hay là... Tại nãy ông ngoại đó, ông nói đem lại cho tôi. À. Tôi làm. Mới lãnh lương rồi anh nói tiền bán đó. Lại dùm chi phí rồi cho bán 1 triệu mấy 2 triệu rồi còn như là mình xài. Ông nói tên đi nữa. Ông khiến tôi lái xe á. Ờ. Rồi sao? Ông nói chừng nào cứ về đi nhà ông. Ông làm tại đẹp đó. Ông nói vậy đó. Dạ. Ông nhờ con đó. Dạ. Rồi cái tình hình sức khỏe của bà hiện tại là ổn hết chưa? Ổn định rồi. Ổn định hết. Chỉ là chờ nhà lên khám rồi mổ cái chân cho bà. À. Rồi công việc của anh hiện tại giờ lên đó một tháng mấy rồi. Rồi giờ công ty có biết tình hình sức khỏe của bà, nhà gia đình như thế không? Cũng biết, cũng nói gia đình như hoàn cảnh gì đâu, người ta cho nghỉ 3 ngày. Giờ chắc người ta cho nghỉ luôn rồi, tại vì đông lạnh mà. Thì giờ anh, nói chung là giờ anh thất nghiệp á. Bà tiền đâu đi, bà đi 3 ngày nữa. Bà nuôi nó, ai nuôi đâu. Rồi sau này như thế nào? Cũng biết nuôi là ai đó, sao vậy? Rồi anh có vợ con gì chưa? Chưa. Chưa luôn. Anh bao nhiêu tuổi rồi? 45. 45 tuổi. Rồi công việc thì đi làm đông lạnh, cách đây khoảng 60 cây số. Đi bằng xe buýt, không biết chạy xe ta. Việc nhà là chừng nào ở vô đây là chơi đi đâu nè. Dạ. Nhà Việt kìa. Ở sau nhà tôi á. Rồi cái chi phí mà mổ cho bà anh biết bao nhiêu? Chưa biết nữa. Lên trển khám mới biết. Tại vì lên nhập viện cho bác sĩ báo rồi cái hóa đơn. Tạm ứng biên lai á. Dạ. Cho nó biết. Rồi mà mức một trong một tháng vừa qua là anh chi phí của bà bao nhiêu rồi? 20. Rồi tiền đó đâu ra? Tiền anh giảm mốt. Đi làm mốt từ từ. Rồi cũng mốt dành bỏ bệnh rồi đi luôn. 20 triệu làm được bao lâu? Bao lâu mới được? Bảy năm à. Một năm mới được dưới 20 triệu. Bây giờ mình còn tiền. 20 triệu ăn uống. Mà đi dai đi ế ra không đủ. Rồi mình còn tiền để lo cho bà để rồi không còn tiền làm sao mà lên sao mổ? Sao giờ lên đây khám? Bà có bảo hiểm y tế gì không? Có là 20 triệu hả? À, tại vì mình lột gạt ngoài mà. Hồi không có là sao? À, có cũng xe sở sao chứ có gì cũng tại vì phải xét nghiệm máu bắt buộc phải trả tiền. À. Rồi bên bà thở mặt nạ phải trả tiền. À. Chứ bên của bệnh viện là bà bảo hiểm nó không chi trả 100%. À. Thế là bắt buộc phải chi trả tiền đó. Đúng không? Là bác xét nghiệm máu nè, chụp X quang nè, chụp phản quang nè, thì bác có đó mới tốn tiền nữa. Đó là loài máu bác tôi cưng nắp hết rồi. À, lấy máu ngay đây hả? Ừ, cưng nắp hết rồi. Là sưng cứng ngát luôn không? Và mét không? Ờ, mét rồi mà tại mấy anh, mấy bác sĩ trên đó sưng rồi đúng không? Và mét con cũng đâu làm được gì đâu, con lên đó rồi nó lụi con. Rồi chích con, lấy máu con nữa rồi sao? Đứa, chứ đó, bác sĩ cho chích
Trời ơi, tao muốn té lái luôn hả? Giờ về được tới nhà mừng không? Mừng rồi. Mừng hả? Dạ. Rồi sức khỏe cho mình như thế nào rồi? Khỏe rồi. Khỏe rồi hả? Dạ. Còn muốn đi bệnh viện nữa không? Không. Không hả? Nghỉ hả? Ờ. Trời ơi. Về tới nhà vui mừng, không muốn đi bệnh viện nữa. Rồi cái chân đau rồi sao? Chân đau rồi, đi làm nữa. Rồi có khác, tôi làm rồi đó. Thì thôi. Làm có ngay nhà đó, đi về miên lắm. Thì đi dễ lắm. Bà cũng đã 80 tuổi rồi nghe nha. Thì không may bà đi từ trong nhà đi ra té, thì gãy xương đùi, rồi bệnh tình trong người nữa. Thì anh thì hiện tại thì là anh làm bên ông lạnh, tháng thì 5-6 triệu à. Thì giờ anh cũng đã nghỉ bên công ty rồi, cũng một tháng mấy rồi. Thì em không biết nói sao, thì anh coi anh sắp xếp anh lên đó, anh trình bày hoàn cảnh của mình. Trình bày hoàn cảnh của mình như thế, con người ta có thông cảm cho mình được phần nào hay không, để có công việc làm để lo cho mẹ già. Thì đỡ, chứ em thấy ở đây mà đi làm hơn 60 cây rồi tiền chi phí này kia cũng chắc không còn dư nhiêu đâu. Hả? Anh có xài số điện thoại không? Có. Xài số điện thoại đó là của anh đó anh nha. Ờ, vậy hả? Giờ em có cái phương án như thế này ha, để giúp anh được phần nào không? Và có thể có nhiều người người ta hỏi thăm cô về cái chân gì đó. Thì anh có tiện là đặt cái số điện thoại mình lên cái video. Em nói trước nha, đọc cái số điện thoại lên á, thì có hai mặt, một mặt tốt và một xấu. Mặt tốt thì người ta sẽ liên hệ đến mình và hỏi thăm sức khỏe của bà về cái chân, hay là bệnh tình như thế nào, hoàn cảnh nhà mình như thế nào đó, người ta an ủi hay như thế nào đó, chia buồn, chia mừng một phần nào đó với gia đình mình. Còn mặt thứ hai là mặt xấu, là người ta sẽ lợi dụng cái số điện thoại mình, người ta làm những cái chuyện mà không đúng với lương tâm đó. Nên mình cố gắng mình để ý số điện thoại, ai mà điện tới kêu mình phải cho cái số chứng minh hay là cái này cái kia về thông tin cá nhân của mình thì đừng nên ha. Thì em cái này em nhắc nhở gia đình trước để gia đình tránh cái trường hợp mà bị lừa, tại vì mình bị lừa người ta mạng xã hội, ta không có nghĩ là ta giàu nghèo gì đó, người ta yêu cầu ta lừa được là ta lừa đó, nên gia đình tránh cái trường hợp mà mất tiền đó, nên cố gắng ha. Thì anh đã đồng ý, thì anh đọc cái số điện thoại của mình to rõ và tên của mình, quan hệ của mình, cô như thế nào ha? 0078 1011 7978. Anh đọc một lần. 0078 1011 978. Anh tên gì? Trang Sivon. Là sao với con? Con của Nén Môi. Thế anh ô túi đấy nè. Kính thưa quý khán giả, thì nếu mà quý khán giả nào có quan tâm hoặc thấy gia đình của cô đây đồng cảm, thì cứ liên hệ với số điện thoại trực tiếp với con của cô để chia sẻ được phần nào với gia đình nha các nhà. Thì gia đình mọi người nãy giờ cũng đã thấy rồi, chị Tân Chiết, cô thì đã tám, bà thì cũng đã 80 tuổi rồi, không có làm gì ra tiền. Còn anh thì đi làm rất là xa, khoảng 60 cây số mà tháng chỉ có 5-6 triệu thôi, mà chi phí đi lại nó cũng đã hết rồi, ăn uống thì cũng không còn dư nhiêu đó. Thì ảnh cũng làm dành dụm, cũng dành dụm được 20 triệu để lo cho cô, lo cho bà trong những cái thời gian mà một tháng ở trên bệnh viện chợ gãy thì cũng đã hết rồi. Thì tới đây, sắp tới đây là một cái lên ca mổ, thì mọi người cũng biết lên một ca mổ thì tệ nhất cũng khoảng 10-20 triệu. Thì số tiền đó đối với anh khá là lớn, 20 triệu anh đã lo một năm mới có, thì số tiền nó 10-20 triệu thì đâu ra. Thì thật sự em không biết như thế nào, em chỉ giúp đỡ anh được như thế thôi. Thì mong rằng gia đình cố gắng nhất là anh cố gắng gì sức khỏe để lo cho bà, để trong những thời gian sắp tới thì lên tới khám, đi lên đi xuống, chi phí này kia, nếu mà anh không lo sức khỏe của mình thì lỡ mà bệnh một cái không ai lo bà nữa nha. Cố gắng lên nha. Thì thôi nè. Dạ. Khỏe chưa? Khỏe rồi. Khỏe rồi hả? Dạ. Khỏe rồi, con về nha. Dạ. Đi không? Đi chơi nữa không? Con trở lên Sài Gòn chơi nữa. Không, đi đó, nghỉ đó. Sao vậy? 11 phải đi nữa. 11 nghỉ đi, giờ 11 phải đi nữa hả? Ờ. Thôi thì con cũng đưa bà về tới nhà rồi. Con chúc bà nhiều sức khỏe, mau hết bệnh.
để đi làm giám đốc luôn nha. Dạ, cảm ơn cậu nha. Cảm ơn ạ. Giữ gìn sức khỏe đây là một lời cảm ơn tốt nhất đối với tụi con rồi đó. Nha. Rồi thì thôi em cũng xin phép mà đã đưa cho gia đình về an toàn, thì em cũng xin phép là quay lại Sài Gòn để tiếp tục cái hỗ trợ những cái ca ha. Thì Mang Team xin chào cả nhà. Thì giờ Mang Team và anh Thành thì cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ là đưa cho bà về tới nhà an toàn. Thì sức khỏe của bà thì nói chung là đã ổn 80% rồi cả nhà. Thì giờ về nhà tận dưỡng khoảng một tuần sau rồi lên tái khám lại và sẽ lên ca mổ. Thì mọi người cũng đã nghe lời chia sẻ của con của bà rồi. Thì anh thì không có gia đình, thì chỉ ở nhà một mình lo cho mẹ già. Rồi sau đó không may là bà bị té đi trong nhà mọi người, thì chặt chân hay như nào đó té bị gãy xương đùi, thì đưa lên Long Xuyên cũng thăm khám rồi đưa lên tới bệnh viện Chợ Rẫy của Sài Gòn. Thì nằm trên đó cũng một tháng rồi, tháng hơn rồi, thì tổng chi phí là cũng hơn 20 triệu. Thì số tiền đó là do anh đi làm cụm cụi một năm đó để dành dụm được 20 triệu, thì để lo cho mẹ già trong lúc bệnh đau. Thì tại giờ cũng đã hết rồi, thì trong một tuần sau nữa về nhà đây, tới một tuần sau thì sẽ lo chi phí lên tái khám cho bà nè, rồi lên ca mổ. Thì nãy mình Tim có hỏi là tiền đó đâu ra, anh nói cũng không biết nữa, thật sự là không biết sao luôn, rồi chưa có tính toán nhiều, thì tới đâu tỉnh tính tới đó thôi. Thì anh Tim có hỏi thì cái số điện thoại của anh, thì nếu mà cả nhà mình có thật sự quan tâm và muốn chia sẻ về cái căn về gia đình nè, thì cứ liên hệ trực tiếp vào cái số điện thoại để chia sẻ và hỏi thăm sức khỏe của bà cụ nha. Thì Mang Team cũng không biết nói gì hơn về hoàn cảnh của bà nữa. Thật sự là rất là đơn chiếc, chỉ có một mẹ một con thôi. Rồi anh thì đi làm khoảng cách đây khoảng 60 cây số, và anh không biết chạy xe máy nữa. Thật sự anh không biết chạy xe máy, chỉ đi làm bằng xe buýt và hai từng ngày hai từng đêm. Thì đi hai từng ngày thì về có thể chăm sóc cho cụ ở buổi tối, còn hai từng đêm là thật sự bỏ nhà bà một mình như thế cũng rất là nguy hiểm luôn mọi người. Người già mà thật sự bệnh đau này kia rất là nguy hiểm, cũng như là trường hợp mà bà té anh cũng đâu hay đâu, có người thân báo lên cho anh rồi anh mới chạy về để đưa cho bà đi. Thì thôi, thì Mang Team cũng không biết nói gì hơn là chỉ chúc cho anh được nhiều sức khỏe để lo cho bà trong những ngày tháng sắp tới, cũng như là bà con cũng chúc bà mau thắng khỏe lại và bình phục để đi đứng lại, để cho anh an tâm để đi làm, để kiếm tiền nuôi cho cuộc sống hàng ngày của gia đình. Thì anh Thành, thì qua câu chuyện này anh có suy nghĩ hay là như thế nào không anh Thành? Xin chào cả nhà. Tại vì đầu clip tới giờ thì con cũng cầm máy thôi nên cũng chưa chào cả nhà. Bây giờ con cũng xin chào cả nhà. Dạ thì cũng đưa được bà cụ về tới nhà rồi, cũng thấy bà cụ cũng khỏe rồi, thì nó cũng đỡ. Nhưng mà quan trọng là bây giờ hai mẹ con anh thì cũng 45 tuổi rồi, chưa vợ chưa con gì hết, và bây giờ nghỉ làm rồi, công việc cũng không còn nữa. Thì hai mẹ con giờ về tới nhà là cũng không còn tiền còn bạc gì hết, thì không biết nói gì hết. Thì cầu mong là bà cũng mau bình phục đi, để anh có thể anh đi làm hoặc là anh có cái công việc gần nhà, rồi anh có thể có thời gian chăm sóc bà nữa. Chứ làm xa vậy rồi anh cũng không yên tâm đi làm rồi. Chỉ mong là thôi, chúc anh nhiều sức khỏe với bà nhiều sức khỏe để mau bình phục. Dạ, chứ con rồi thì giờ Mang Team và anh Thành xin chào hẹn lại quý giả trong video tiếp theo của Hội Thiện Nguyện BTS. Nếu mà cả nhà mình yêu quý anh em được con cũng như là chú sư phụ thì nhớ đăng ký tất cả các kênh của họ để tạo động lực cho anh em con giúp đỡ nhiều hơn những hoàn cảnh khó khăn như là hoàn cảnh của cô bà đây. Đó, rồi một lần nữa anh em con xin chào hẹn lại quý giả trong những video tiếp theo của Hội Thiện Nguyện BTS trên chiến xe không đồng của họ nha. Bye bye.